rất là nhiều sâu, rau cải đây mọi người này. Rau cải sạch đấy. Cải này là cải gì? Sâu. Cải canh, cải ngọt. Ơ không phải là cải củ à? Không. Thế làm em rắc cải củ sợ sâu á. Không, cải củ nó có ăn mấy đâu. Cải này nám nó ngọt. Này mọi người này, đi bắt sâu cho rau đây. Tối hôm qua bắt bao nhiêu? Hả? Ôi nhiều thế. Đây, chị ngồi chị bóc một phát hàng mấy chục con ở cái đám này. Đây là sâu sâu xanh. À, rau sạch nên là không ngời đấy. Toàn là sâu. Không phun thuốc có gì đâu. Một tỉ ăn được rồi đấy chị ơi, làm bát canh đi. Nhưng mà bây giờ sâu chưa đam mê mấy. Cũng không thích nhỉ. Ừ. Có điều cái mùa này nhiều sâu. Gieo ra cứ gieo để đổi món rau. Ôi, nhiều lắm. Sao lại nhiều thế này nhỉ? Ôi, thế cái nướng của em thì nhưng cái rau kia này nó không phải sâu này đâu. Nhờ? Cải củ à? Ừ. Ôi. Bắt bao nhiêu rồi mà. Cái này mà không ấy sạch à, ăn lại tắm sâu. Để cái nó sâu rau. Sợ ngứa cổ. Sao gì mình ăn tắm. Sợ ngứa cổ. Ô, nhiều kinh khủng. Cây nào cũng có chị ạ? Cây nào cũng có, cây vài con đã ngồi im chỗ này đã đứng lên được đâu mà chị bóp bao nhiêu rồi đấy. Rất là nhiều. Chiều nay hô một đoàn học sinh ra đây. Tí nó lại bò lên đấy mà. Liễu sàng. Không. Chắc nó cầm giấy sang ấy. Cầm bí. Ừ. Tối nay ăn bí buồn nó. Cái này mùa này nó không to được nữa. Nó chỉ nhỏ nhỏ. Cái này mà ăn nó phải rửa, rửa từng cái. Ngâm mà nóng nổi lên mà. Nuôi chim. Ông ấy rất là nhiều sâu đó. Ôi trời ơi, dã man. Mình không xuất hiện. Rất là nhiều. Nó đậm đậm còn dơ ấy. Bắt đầu nhớ. Đây. Úi dồi, hai cái nó bò hết xuống dưới thôi. Tí em bắt chị. Có bắt đâu? Có. Không về á? Hả? Hả? Chị cứ thử tiêu lên đây. Em để đây. Ở đây nóng gì? Em sẽ được bao nhiêu con? Dã man thật. Nhiều lắm. Con ti ti còn chưa thèm sờ đến đâu. Đây là cây nào cũng có đấy. Thế mà cho ai rau thì? Họ cười chết. Họ cười chết. Thế nên là rau ngoài chợ nó xanh mướt là nó có vấn đề đấy. Yeah. Nên là mình trồng trái vụ như thế. Trái vụ thì bây giờ họ cũng bán trái vụ đấy. Chợ hôm qua bán trái vụ đấy này. Dạ. À. Nên lắm không đi ra chợ mua rau ấy. Không gì ăn rau đấy vậy. Ngon là lại được bữa canh. Cái này có rau hến hay là gì nhỉ? Khoai sọ nhỉ? Đỡ đỡ rồi. Nhìn đỡ kinh hơn nãy rồi. Kinh lắm đây này. Hôm qua chỗ này chị bắt nhiều lắm ấy. Đoạn này này. Nhìn cái lá nó ăn là biết. Con mày bò đi đâu đấy. Ôi sâu. Rất là nhiều sâu luôn. Bó à, những chú sâu đáng yêu. Bó tí đây. Thế đi. Đây là một chú sâu rất mớ rất là hay này. Dương này nhiều à? Này. Ít tối. Chiều nay mình chỉ ăn. Ôi trời, ăn mà. Nó lại bò
ngược lại rồi đấy. Kinh khủng luôn. Này nhìn nó ăn này. Để một đãi sâu ăn. Phần sâu ăn nhanh còn kịp. Thôi cuối tuần này hái về cho mọi người được rồi. Những người nắm rau sạch nhỉ. Yeah. Có ai đâu đi xuôi hết rồi. Chỉ khó bóc sạch. Bắt đi bắt lại vẫn đầy này. Mà học sinh nó có thích cái món đấy không? Chắc là hết, em không để ý. Đây, bắt đi bắt lại vẫn nhiều mà, chỉ tí nữa lại hô. Ui dồi, vẫn đầy này. Đầy, thoát được rồi. Nhiều lắm. Rất là nhiều. Cái này em muốn triệt để chỉ có phun thôi. Phun thì phải 20 ngày nữa mới ăn được. Để 20 ngày nữa dài hết. 20 ngày nữa ăn ra hết, chỉ có phun, mang chả phun. Để mà ăn lấy đi, cuối tuần mai hái về đi. Chiều mai cắt rồi. Nhổ tất lên. Mình rửa phải thật cẩn thận. Bò, nhìn bò xong không? Chị mới cứ nước giả hôm kia đấy. Hôm kia mai ăn được rồi. Ngày nào mình cưới đậm ấy, đậm máu sôi đi. Và ông đọc ống ấy mắc dây và ống kế có cả liền này. Kết nối trong cùng nên là của ai ấy. Và của em Hạnh ấy. Để bảo là tưởng là của em Gấm. Nhìn thấy nhiều thế. Hạnh trồng rau anh nó sốc ấy. Sốc? Quá sốc. Thật mình của em Hạnh với của chị Hoài ấy. Chị Hoài cũng trồng rau. Trồng chưa tưới lần nào. Trời ơi. Tưới chưa? Tưới rồi. Ôi, mà chị cũng tưới rồi. Chị cũng tưới rồi. Các học sinh tưới gì? Trời ơi, chị tưới. Để vậy, để tí. Ôi trời ơi, ăn ra, rau. Tí nữa ra bới lại nhiều cho xem. Đây, tí lại bò lên. Ôi. Con đông bò. Tức là xuống đất thì nó lại bò vào bây giờ đấy. Em lại bắt cho nó ra đi chơi. Đó, những chú sâu xinh đẹp. Nó đang ở đây nè. Đi vào đây. Nó đang giết hết đi. Cắt luôn. Nhiều lắm, con tì tì đây. Ôi dồi, nó sắp bò hết rồi đây. Đáng yêu. Cũng phải nhắc. Đây này. Đang rơi xuống này. Ở đâu mất rồi? Đây. Mình đậu mà nó rung ấy. Nó còn bám chặt ấy, chắc ấy. Nó như kiểu cái sợi dây tơ nhỉ. Ừ. Mình nướng ra mà toàn đi sâu thì nhiều xa rõ là